đây đơn giản chỉ là một sự trải nghiệm và Quyên rất muốn thể hiện, Quyên rất muốn tham gia làm như vậy thôi. Còn kết quả như thế nào, mình sẽ đi được đến bao lâu và kết quả mình có là người thắng cuối cùng hay không, không quan trọng. Mình sẽ mãi mãi là Lệ Quyên trong lòng khán giả rồi. Mình có chăng chỉ là một người nghệ sĩ sẽ thể hiện và sẽ năng động hơn, sẽ cống hiến nhiều hơn nữa. Và điều đó chỉ làm khán giả yêu mình hơn thôi. Cho nên Quyên không có một chút lo lắng nào hết. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có thêm nỗi những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu trời. Sao hôm nay tôi đứng trên sân khấu mà tôi run quá thế này hả trời ơi. Đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu trong một cái tâm thế như thế này, trong một cái cuộc chơi hoàn toàn rất là mới. Chị không cần làm gì cả mọi người, chị đứng thôi, chị hát thôi mà cái giọng hát của chị sao mà nó tinh tế vậy, bởi vì mình cảm giác là chị thở nó cũng hay á. Không hiểu tại sao chị có thể hát được tinh tế như vậy. Xin vui lòng chờ, điểm số đề nghị đang được thống kê. 88. Xin mời các chị đẹp ở phòng chờ sẽ cùng bình chọn ngay bây giờ. Đồng bọn ơi! Balala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Xin mời tiến đến vị trí nhóm cố vấn. Em chào cả nhà. Cả nhà chào em. Anh Tuấn. Quyên hôm nay rất là khôn khéo khi lựa chọn cho mình tạo hình ở trên sân khấu. Là một nàng tiên cá, đẹp về ngoại hình và cả về tâm hồn và nhất là giọng hát. Tôi rất khen cho cái sự sáng tạo của Lê Quyên. Trung kỳ vọng ở Lê Quyên rất là nhiều. Vì lần đầu tiên Quyên tham gia truyền hình thực tế, yeah. Nên là còn rất là nhiều cái màu sắc. Đúng thế, tôi yên phải mà khai thác. Nếu mà Trung đừng lựa chọn, yeah, thì Trung sẽ chọn chị Lê Quyên vào cái nhóm trình diễn. Chính xác luôn. Em rất thích thử sức mình trong nhóm biểu diễn. Mặc dù em cũng không biết em ngúng ngoáng, ngúng người ấy, em kiểu cái gì ở cái nhóm đấy. Nhưng em nghĩ rằng là bản thân mình cần phải nỗ lực tìm tòi thêm. Thì đây là cái cơ hội để em sẽ thử xem nó như thế nào. Tôi nghĩ là khán giả cũng đang chờ đợi phần nhảy của Lệ Quyên. Tôi cũng chờ xem là Lệ Quyên sau bao nhiêu năm mà tôi biết bạn ấy sẽ nhảy như thế nào. Em sẽ cố gắng, em sẽ trên tinh thần đẹp cho cố gắng. Vâng, chúc cho Lệ Quyên sẽ nhảy thật đẹp. Yeah. Chị
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.